Em chào tất cả các bác đến với kênh Cơ Tôn Có Ba Miền. Thì tiếp tục những video em sẽ giới thiệu cho các bác về những cái dòng cây độc lạ, những cái dòng cây nhập khẩu. Thì hôm nay em lên video để giới thiệu cho các bác về cái dòng cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ mà là dòng cây ghép các bác nhá. Cái dòng cây mau cho quả, ghép từ những cái cây mẹ nó đã cho quả được các bác nhá. Và thứ hai là chia sẻ cho các bác cách để các bác nhận biết cũng như là phân biệt giữa những cái dòng cây ghép này đối với những cái dòng cây hạt hoặc là những cái dòng cây ghép kém chất lượng trên thị trường các bác nhá. Và em sẽ giới thiệu cho các bác khoảng tầm 4 đến 5 cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ nhé em. Nó đang cho quả các bác nhé, đang cho hoa, đang cho quả rất là sai. Thì các bác nhớ xem hết video để biết thêm rất là nhiều thông tin về cái dòng hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ các bác nhé. Thì đây là cái cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ hàng cây ghép các bác nhé. Đối với những cái dòng cây ghép này thì giá thành nó cũng tương đối cao và nó chênh lệch đối với những cái dòng cây hạt rất là nhiều các bác. Đó, cây hạt thì em cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì dòng cây hạt sẽ rất là lâu cho quả. Còn đối với dòng cây ghép thì nó sẽ khoảng tầm 2 năm, 2 năm rưỡi đã cho quả được các bác nhé. Đó. Mình có thể là phân biệt qua lá của nó các bạn. Đối với dòng cây ghép thì lá nó dày và cuối lá nó hình có hình tròn nhá, hình bầu một chút các bác nhá, nó bầu một chút các bạn. Còn đối với những cái dòng cây hạt ấy, hồng xiêm đỏ hạt, lá rất là thưa và mỏng lá các bác nhá, và cuối lá tương đối là nhọn. Đó, các bác có thể nhìn thấy rất là khác nhau. Mình nhìn hai cái lá thì nó khác nhau rất là nhiều. Cái này thì nó sẽ giúp các bác phân biệt được đối với những cái dòng cây hồng xiêm đỏ hàng ghép mà ghép từ những cái cây hạt sang các bác nhé. Hoặc là có thể là những cái dòng cây chiết, nhưng mà chiết từ những cái cây hạt qua thì các bác có thể là phân biệt. Bởi vì những cái cây hồng xiêm đỏ khổng lồ hiện tại mà nó mau cho quả thì lá rất là dày các bác nhé. Lá dày và lá bề mặt lá rất là tròn, cuối lá rất là tròn các bạn. Đó, và lá có màu xanh rất là đậm. Đây các bác có thể nhìn thấy hai cây thì nó tương đối là khác nhau đấy các bác nhé. Kể cả thì em sẽ quay bác về những cái cây to nhé em. Lá nó cũng khác hoàn toàn so với những cái dòng cây hạt. Đối với dòng hồng xiêm khổng lồ này thì nó cũng tương đối giống với những cái dòng cây của Việt Nam mình thông thường đấy các bác. Thường là những cái cây hạt nó sẽ là những cái cây rất là lâu cho quả và nó cho quả rất là thưa. Cho nên là đối với dòng hồng xiêm ruột đỏ này thì mình đã phải chuyển sang cái phương án là phải ghép các bác nhá, để cho cây nó rất là mau quả. Vì cây hạt các bác chờ rất là lâu, 6 7 8 năm mới cho quả, rất là lâu các bác nhá. Đó, đây là lá của cây hạt các bác nhé. Đó, bởi vì hai cái dòng này hiện tại giá thị trường chênh lệch rất là nhiều thì các bác có thể là phân biệt được. Những cái dòng ghép này thì các bác chỉ trồng khoảng tầm từ 2 năm đến 2 năm rưỡi thì cây đã cho hoa được các bác nhé. Dòng này thì em có những cái cây mà chậu to hơn một chút, nó cao khoảng tầm 2 mét, nó đang cho hoa các bác nhé. Bác nào mà quan tâm về dòng đấy thì có thể là liên hệ với em sẽ gửi cho bác xem về hình ảnh cây. Đó. Còn đây là những cái cây mà cây mẹ rất là lớn rồi các bạn, khoảng tầm 3 4 5 tuổi của nhà em rồi các bác nhá. Đấy, nó đang cho hoa và cho quả, các bác có thể thấy này. Đây là trái của nó các bác nhá. Cây này thì ra được 2 vụ rồi các bạn. Vụ này là vụ thứ hai và trái giờ cũng tương đối to rồi. Cái dòng trái này thì khoảng tầm 2 tháng 3 tháng nữa thì cây nó mới hết to được hết cỡ các bác nhá. Đó, hoa rất là nhiều. Đây các bác có thể nhìn thấy lá của dòng ghép đó. Lá rất là xanh và lá nó dày lá các bác nhá. Đó, nó không như những cái dòng cây hạt. Và dòng này cũng là những cái dòng cây từ trồng từ những cái cây mà em vừa quay cho bác xem đấy, những cái cây giống đấy đấy. Nó là những cái dòng cây ghép rất là mau cho quả. Đó, các bác có thể thấy cây rất là đẹp. Những cái dòng này thì nhà em cũng có bán cho bác nhá. Hiện tại bây giờ thì cây nó sẵn quả. Thì bác nào mà thực sự mà quan tâm cũng như là đam mê về cái dòng hồng xiêm ruột đỏ cũng như là những cái dòng cây hồng xiêm độc, những cái cây giống độc lạ, có thể là sở hữu cho mình một vài cây ở trong vườn của mình các bác nhá. Thì có thể là nhắn tin cho em sẽ gửi ảnh cây cũng như là thông tin cho các bác. Đó, các bác thể thấy như cây này thì đang có khoảng hai trái, hơn hai trái các bác nhé. Cây này thì lúc đầu nó có 5 quả các bạn, nhưng mà nhà em không bọc lại các bạn, cho nên nó bị ruồi vàng, nó bị chích đi các bác, cho nên nó bị rụng rất là nhiều. Đó, cây này thì cũng tương đối to, gốc thì khoảng tầm 6 phân các bác nhé. Đó, cây cực kỳ đẹp. Hiện tại thì những cái cây có hoa ấy, có quả thì nhà em đang có khoảng tầm 5 cây. Thì những bác nào, những khách hàng nào thực sự mà muốn sở hữu cho mình thì có thể là liên hệ với em. Hoặc bác nào tài chính còn thấp thì có thể là mua những cái dòng cây giống của nó. Đó. Đây các bác có thể thấy hoa nó sai rất là sai các bác nhá, dòng ghép hoa cực kỳ nhiều luôn. Nó không như những cái dòng cây hạt các bạn. Rất là nhiều nhà khách hàng của em các bác trồng những cái dòng cây hạt nó đã cho quả rồi. Tuy nhiên thì quả nó ra thưa các bạn, nó nấm tấm thưa, rất là thưa các bác nhá. Thì nó cũng lại giống như những cái dòng cây ghép bình thường thôi các bạn.
Thông thường thì những cái ghép lúc nào nó cũng nhanh cho quả này, và quả nó ra thì hoa rất là nhiều, quả rất là sai. Bác mua những cái dòng cây này thì anh em có những cây anh em đang chiết rất là nhiều cành rồi thì bác cũng sẽ lợi hơn rất là nhiều. Những cái cây chiết này thị trường bây giờ cây chiết đang hoa như này giá tầm khoảng 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Thì các bác mua những cái cây này thì cũng tương đối là lời được các bác nhá. Đó, cây nào cành nhánh rất là sai hoa các bạn. Thì bác nào mà quan tâm về dòng sim đồ đỏ thì có thể liên hệ với em nhé. Em sẽ tư vấn cụ thể tất cả các bác. Còn bây giờ em xin tạm dừng video đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng nhất. Em chào tất cả các bác.